Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng, và bây giờ sẽ là các thông tin thời tiết cập nhật cùng với biên tập viên Lan Chi. Chị Lan Chi này, từ hôm nay khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ có tăng nhiều không? Vâng, theo dự báo thì nhiệt độ sẽ tăng khoảng 2 đến 3 độ C so với ngày hôm qua đấy ạ. Như tại thủ đô Hà Nội chẳng hạn thì ngày hôm qua nhiệt độ cao nhất là 33 độ C, thì trưa chiều nay có thể lên mức nắng nóng là 35 độ C. Các điểm nắng nóng cục bộ 35 đến 36 độ C cũng xuất hiện ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Thanh Hóa vào đến Phú Yên trong ngày hôm nay. Thời gian nắng mạnh nhất trong ngày là từ 12 cho đến 16 giờ, trùng vào buổi thi chiều. Các em học sinh khi mà đến trường dự thi thì nên mang đủ trang phục chống nắng để đảm bảo sức khỏe. Khả năng là từ ngày mai, khi mà vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, thì khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới. Ở Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ C. Còn ở Trung Bộ thì mức độ nắng nóng cũng gay gắt hơn, nên nhiệt là từ 35 đến 38 độ C và có nơi trên 38 độ C. Đợt nắng nóng lần này có thể kéo dài sang đến đầu tháng 7. Vâng, còn khu vực phía Nam thì sao chị Lan Chi? Bởi vì là buổi chiều tối thì thường có mưa. Vâng, ngày hôm nay thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa còn có thể đến sớm từ khoảng 12 giờ trưa và kéo dài cho đến cả tối ạ. Ban đầu thì mưa xảy ra ở khu vực ven biển miền Tây, sau đó thì vùng mưa sẽ dịch chuyển dần vào sâu trong đất liền Nam Bộ và mở rộng lên cả Tây Nguyên. Cục bộ có những điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 10 đến 30mm và có nơi mưa trên 70mm. Trong mưa dông cần phải đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh. Còn trước đó, trong sáng nay thì thời tiết hai khu vực này vẫn nắng ráo, nền nhiệt ở Tây Nguyên trong khoảng là 29 đến 32 độ C, còn Nam Bộ thì oi nóng hơn, 32 đến 34 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, các vùng biển từ Bình Thuận xuống Cà Mau, Kiên Giang ra ngoài khơi quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày hôm nay cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 và tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Cảm ơn chị Lan Chi với những thông tin cập nhật vừa rồi. Như vậy là mưa có thể xuất hiện vào chiều tối. Các bậc phụ huynh đưa đón con em của mình đi thi ngày hôm nay lưu ý chuẩn bị ô và áo mưa. Trời nóng, nhiệt độ tăng và các em học sinh cũng lưu ý uống đủ nước để đảm bảo sức khỏe trong ngày thi hôm nay.